Xin kính chào quý vị, đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình của chúng tôi. Kiểm soát công nghệ lạc hậu vào Việt Nam nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh tại nước ta. Mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ lập đỉnh mới trong năm 2017. Những đóng góp của hành lang kinh tế Đông Tây trong hội nhập khu vực phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là những thông tin kinh tế. Cần có các giải pháp kiểm soát nguồn công nghệ nhập khẩu vào Việt Nam để ngăn chặn công nghệ cũ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, đồng thời không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Đây là đề nghị của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo luật chuyển giao công nghệ sửa đổi diễn ra trong sáng ngày 16 tháng 3. Các đại biểu đề nghị dự luật cần quy định về thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cũng như gắn với trách nhiệm của các cơ quan liên quan, bởi trên thực tế, một số ngành và lĩnh vực vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, không đi kèm với giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị luật chuyển giao công nghệ sửa đổi phải có những quy định để ngăn chặn việc đưa công nghệ thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm vào Việt Nam. Sau này, nếu đưa công nghệ gây ô nhiễm vào thì cơ quan cá nhân phải chịu trách nhiệm. Thường vụ Quốc hội yêu cầu ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát quy định về hạn chế chuyển giao. Cũng trong ngày 16 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết liên tịch quy định chi tiết luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của chính phủ kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh. Đây là chủ đề của một hội thảo khoa học cấp quốc gia được Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức trong sáng ngày 16 tháng 3 tại Hà Nội. Đánh giá về kinh tế Việt Nam năm 2016 và triển vọng năm 2017, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều khoảng tối như là tăng trưởng kinh tế năm ngoái không đạt chỉ tiêu và thấp hơn nhiều so với năm 2015, trong khi lạm phát và thâm hụt ngân sách lại cao hơn. Nợ công thì chạm ngưỡng cảnh báo, báo hiệu những rủi ro vĩ mô đang ngày càng gia tăng. Liên quan đến mục tiêu năm 2017, các đại biểu đưa ra hai phương án tăng trưởng với mức là 6% và 6,6% và cho rằng chính phủ phải quyết liệt hơn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Phải xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá quá trình tái cơ cấu một cách khách quan, minh bạch để tăng cường trách nhiệm giải trình. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả đã huy động được 1.400 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu là 5,39% một năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã huy động được là 986 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là 6,05% một năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là 7,5% một năm. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là 7,95% một năm. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng huy động thành công 300 tỷ đồng. Như vậy, qua phiên đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm 7.586 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trầm lắng nhất của thị trường bất động sản từ năm 2009 đến năm 2013 đã phát sinh hàng trăm dự án ngừng thi công và khoảng hơn 14.000 căn hộ tồn kho. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm trở lại đây, thị trường đã phục hồi trở lại với hàng loạt dự án mới, cung ứng hàng chục nghìn căn hộ đa dạng ở nhiều phân khúc. Rất nhiều dự án vốn nằm đắp chiếu trước đây đã hồi sinh trở lại sau khi được mua bán sáp nhập dự án. Và mua bán sáp nhập dự án trong lĩnh vực bất động sản thậm chí còn được kỳ vọng sẽ lập đỉnh mới trong năm 2017 này. Từ một khu đất trống chỉ mới xong phần móng, bị ngừng triển khai trong một thời gian dài, sau khi được chuyển nhượng khoảng 2 năm, dự án đã gần như được hoàn thiện. Đây chỉ là một phần trong chiến lược mua lại toàn bộ một dự án ở quận 7 của nhà đầu tư này, số tiền chuyển nhượng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, việc mua lại các dự án đã hoàn thiện quỹ đất, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai xuống còn 1/4. Chúng tôi sẽ bỏ qua các khâu đền bù, giải tỏa, làm các thủ tục pháp lý. Và MA cũng sẽ giúp cho chúng tôi định hình được cái phân khúc sản phẩm, định hình được cái sản phẩm để đưa ra những cái loại căn hộ phù hợp với thị hiếu, với nhu cầu của khách hàng ngay thời điểm mà chúng tôi phát triển các dự án bất động sản.
Từ cách đây 3 năm, thị trường đã chứng kiến một xu hướng M&A mới là các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực mạnh về vốn đã chủ động tìm kiếm dự án, quỹ đất để phát triển. Thực tế chứng minh khi hàng loạt cái tên lớn đang dẫn dắt trên chiến trường M&A như là Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh, An Gia. Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện những cái bắt tay của các quỹ ngoại với doanh nghiệp trong nước khi các quỹ này chủ động bơm vốn hàng trăm triệu đô la Mỹ để thực hiện các thương vụ M&A có quy mô lớn. Chúng tôi có thế mạnh về tài chính và kinh nghiệm quản lý, nhưng lại không có lợi thế trong tiếp cận quỹ đất, sự am hiểu thị trường, môi trường kinh doanh và các chính sách pháp lý. Vì vậy, chúng tôi hợp tác với doanh nghiệp trong nước để cùng đầu tư, gia tăng năng lực cạnh tranh. Các chuyên gia dự báo, hoạt động M&A bất động sản sẽ tiếp tục sôi động nhờ vào những yếu tố đổi mới tích cực của chính sách. Ví dụ như theo luật kinh doanh bất động sản mới, chỉ cần có quỹ đất sạch là doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển nhượng. Ngoài ra, thị trường cũng đã bước qua giai đoạn mua lại dự án chủ yếu găm đất chờ thời, thì nay việc săn quỹ đất, mua lại các dự án của doanh nghiệp đều nhắm đến mục tiêu phát triển dự án khá là rõ ràng. Đây cũng là một trong những thay đổi lớn nhất trong 10 năm qua của ngành bất động sản Việt Nam. Chưa khi nào M&A địa ốc diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Theo nhận định của công ty nghiên cứu thị trường GLL Việt Nam, mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bất động sản có thể sẽ tăng mạnh trong năm nay với hàng tỷ đô la Mỹ đang chờ rót vốn. Thưa quý vị, tại hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc khu vực Á-Âu về tăng cường hợp tác thuận lợi hóa trung chuyển thương mại diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, các đại biểu đã thảo luận các biện pháp hợp tác thực chất hơn giữa các nước không có biển và giữa các nước trung chuyển trong các lĩnh vực như là hải quan, xây dựng các tuyến trung chuyển liên quốc gia hay xây dựng các khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương. Tại hội nghị này, hành lang kinh tế Đông Tây được đánh giá là một sáng kiến quan trọng giúp các nước láng giềng tiếp cận các cảng biển của Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giao thông với các nước ASEAN. Và trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những đóng góp của hành lang kinh tế Đông Tây trong hội nhập khu vực phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Hành lang kinh tế Đông Tây đi qua 13 tỉnh của 4 nước là Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar. Với sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Nhật Bản, nhiều hạng mục hạ tầng giao thông chủ chốt trên hành lang đã được đầu tư nâng cấp. Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, các nước liên quan cũng chú trọng thúc đẩy hợp tác về hạ tầng mềm như đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho qua lại biên giới, hợp tác du lịch, phát triển nguồn nhân lực, phối hợp cơ chế chính sách và cùng quảng bá thu hút đầu tư nhằm khai thác và biến hành lang giao thông thành hành lang phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo. Để hoàn thành được những mục tiêu nêu trên, những năm qua Việt Nam đã cùng với 3 nước Lào, Myanmar và Thái Lan đưa ra và triển khai nhiều dự án cũng như là ký kết những hiệp định trong đầu tư thương mại du lịch và phát triển hạ tầng tại các cặp cửa khẩu trên tuyến hành lang này. Cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và cửa khẩu Đen Savan, tỉnh Sanavakhet, Lào đã chính thức triển khai mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng từ đầu năm 2015. Thay vì phải dừng 2 lần để kiểm tra ở hai bên cửa khẩu thì chỉ cần dừng tại điểm đến. Nhờ đó đã rút ngắn được thời gian thông quan cho các doanh nghiệp. Đây là một nỗ lực từ phía Việt Nam và mô hình này sẽ được nhân rộng tại cửa khẩu giữa Lào với Myanmar, cửa khẩu giữa Lào với Thái Lan là những cặp cửa khẩu trên hành lang kinh tế Đông Tây. Cái việc xây dựng hành lang kinh tế này sẽ tạo một cái tuyến giao thông có thể nói là ngắn nhất mà kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Và nếu như chúng ta đi từ Yangon đến Đà Nẵng mà đi bằng đường biển thì chúng ta sẽ phải mất 3.500 km, nhưng mà với cái tuyến hành lang mới này thì chỉ còn có 1.600 km mà thôi. Và như vậy thì biến cái khu vực Mekong này thành cái cầu nối quan trọng giữa khu vực Đông Á với Ấn Độ và Nam Á. Chúng ta đang thúc đẩy mạnh mẽ trong khuôn khổ các nước tiểu vùng cái việc hài hòa hóa các thủ tục, giảm bớt các cái thủ tục về hải quan, về thuế, vân vân để tạo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch làm ăn kinh doanh. Chúng ta cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ cái hoạt động giao lưu nhân dân, rồi là hoạt động quảng bá về văn hóa du lịch, vân vân. Thì trong khuôn khổ tiểu vùng này là những cái nơi rất thuận lợi về thị trường, rồi là về tiềm năng và gần gũi về mặt địa lý sẽ là những cái cơ hội rất là tuyệt vời để thúc đẩy các cái hoạt động giao lưu như vậy. Cũng trong năm 2015, Việt Nam và Lào đã ký Hiệp định Thương mại Biên giới. Hiệp định đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động giao thương qua cửa khẩu, đồng thời tạo sự thống nhất để giải quyết một số vấn đề trong hoạt động thương mại biên giới, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội các tỉnh biên mậu, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương.
Dù là hiệp định song phương, nhưng đây được coi là một bước góp phần hiện thực hóa chủ trương tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới, một trong những ưu tiên hợp tác giữa bốn nước Việt Nam, Lào, Myanmar và Thái Lan. Có thể thấy Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ để đưa hành lang kinh tế này đi vào thực chất. Vậy còn các nước thành viên khác thì sao? Đến nay, tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đã thực sự phát huy được vai trò của mình hay chưa? Và bốn nước khi thực hiện giao thương trao đổi hàng hóa du lịch có gặp khó khăn hay là trở ngại gì hay không? Những vấn đề này đã được phóng viên của chúng tôi đề cập trong cuộc phỏng vấn với ông Phạm Thanh Tùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Giao thông Vận tải. Ông là người dẫn đầu đoàn liên ngành đàm phán với các nước về hiệp định khung và các nghị định thư phụ lục kèm theo của hiệp định tạo thuận lợi cho vận tải người và hàng hóa qua lại giữa các nước tiểu vùng Mekong mở rộng được ký vào năm 1999. Cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Đầu tiên thì xin ông cho biết là tuyến hành lang kinh tế Đông Tây có tác động như thế nào đối với kinh tế của bốn nước Việt Nam, Lào, Myanmar và Thái Lan? Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây trong thời gian vừa qua đã phát huy được cái hiệu quả đáng kể trong cái việc là thay đổi cái bộ mặt của các vùng, các thị xã, của cả thành phố mà có tuyến hành lang này đi qua. Điển hình nhất là thị trấn Đông Hà trước đây và thành phố Đông Hà, Quảng Trị, rồi Huế, Đà Nẵng, và đặc biệt nhất là cái sự đầu tư về hạ tầng để giúp Đà Nẵng trở thành một cái đầu cầu phía đông ở trên cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây này. Và tương tự như vậy ở trên Lào cũng như là Thái Lan, cũng sự đổi thay to lớn về cái phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó thì trong thời gian qua, tác động của hành lang kinh tế đối với giao lưu thương mại, du lịch, đặc biệt nhất là việc song phương giữa các nước thể hiện rất là rõ. Hiện nay tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đã thực sự phát huy được hiệu quả với sự kỳ vọng của bốn nước hay chưa? Và những khó khăn còn tồn tại là gì thưa ông? Có thể nói trong thời gian vừa qua chúng ta đã tiến hành cái mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng. Nhưng mà trên thực tế thực hiện thì nó phát sinh rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là về thủ tục qua lại biên giới vẫn còn chưa đồng bộ giữa các nước, giữa các cặp cửa khẩu. Thứ hai là về mặt phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên ngành ở tại khu vực cửa khẩu ở trong nước cũng như là với nước bạn. Thứ ba nữa là chưa có sự đồng nhất của các cái thủ tục kiểm tra trên toàn bộ dọc tuyến. Cũng còn có những cái bất cập liên quan đến các cái quy cách tiêu chuẩn về kết cấu hạ tầng như là về kết cấu về hệ thống hạ tầng đường bộ, về phương tiện qua lại giữa Việt Nam với Lào. Thì về việc này thì ngành giao thông vận tải trong thời gian vừa qua cũng đã có rất nhiều cái cuộc trao đổi với các đồng nghiệp của mình Lào cũng như là với Thái Lan để nhằm tiến tới cái việc đồng bộ cũng như là việc chuẩn hóa cho nó phù hợp để làm sao phương tiện có thể đi được thông suốt. Cái thứ ba nữa là cũng có thể nói đó là về cái chi phí vận tải. Ở đây thì cũng cần phải nghiên cứu tiếp để làm sao là cái chi phí vận tải tới các cái cảng biển của Việt Nam phải rẻ hơn. Trong thời gian tới thì bốn nước cần có những hoạt động cụ thể gì để phát huy được những tiềm năng cũng như là lợi thế của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây mang lại? Chúng ta phải tiếp tục củng cố, nâng cấp hạ tầng. Chẳng hạn như sân bay Đà Nẵng cũng đã được đầu tư 2 lần. Rồi tuyến đường 1A, đoạn mà từ Quảng Trị tới Đà Nẵng thì cũng đã được đầu tư mở rộng. Với các nước bạn cũng như vậy, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, đầu tư tiếp các cái đoạn kết nối với tuyến hành lang này, cũng như là các đoạn kéo dài của tuyến hành lang này nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa. Đối với cái thể chế, chúng ta tiếp tục đồng bộ hóa các cái thủ tục, đơn giản hóa các cái thủ tục qua lại biên giới giữa các nước. Ví dụ như là các chế độ bảo hiểm, bảo lãnh cho phương tiện vận tải qua lại giữa các nước tiểu vùng. Về vận tải logistics thì chúng ta còn phải tiếp tục đầu tư, nghiên cứu đầu tư những cái trạm trung chuyển hàng hóa, các cái cảng cạn để làm sao cho cái việc vận chuyển hàng hóa, vấn đề thông quan nó được thuận lợi hơn nữa ở trên cái tuyến hành lang Đông Tây này. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Vâng, với sự hình thành của hành lang kinh tế Đông Tây, các quốc gia dọc theo hành lang có cơ hội được tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài nguyên khoáng sản, hải sản và năng lượng phục vụ cho các ngành sản xuất và chế biến, tạo điều kiện phát triển cho các địa phương dọc theo hành lang, đồng thời thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và thu hút đầu tư. Đến đây thì phần tiêu điểm của bản tin cũng xin được khép lại. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác ngay sau đây.
Trong phần tiếp theo của bản tin, Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục trực tuyến. Những vũ điệu truyền thống của Rumani gợi nhớ ký ức cho các cựu sinh viên Việt Nam. Thưa quý vị, dự án APEC về đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến do chính phủ Australia khởi xướng, trong đó có sự tham gia của Việt Nam, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh sinh viên. Bởi khi dự án được triển khai, người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận với các bài giảng chất lượng mà lại tiết kiệm chi phí. Vào sáng nay 16 tháng 3 tại Hà Nội, một hội thảo tham vấn để lấy ý kiến về bộ công cụ của dự án đã được tổ chức. Giáo dục trực tuyến ở bậc đại học hiện đang là một xu thế toàn cầu. Phương thức giáo dục này đang được kỳ vọng sẽ cải thiện cơ hội tiếp cận và mang lại những cách học tập mới và sáng tạo cho học sinh. Chính bởi vậy, dự án APEC về đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến đã mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao chất lượng và phát triển việc đào tạo nhân lực cho tương lai. Giáo dục trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên và cả nền kinh tế. Với giáo dục Việt Nam, Australia luôn sẵn sàng đồng hành. Chúng tôi cam kết sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình đối với đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thảo luận về phương hướng cũng như thách thức của Việt Nam trong kiểm định chất lượng giáo dục trực tuyến. Theo đó, bộ công cụ sẽ hướng đến hỗ trợ đánh giá kỹ năng của giáo viên hay là sự trung thực của quá trình đánh giá. Việc có một cái bộ công cụ để mà đảm bảo chất lượng các cái chương trình đào tạo trực tuyến này là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Thì trong cái khuôn khổ hợp tác của ta và Úc thì chúng tôi hy vọng rằng là khi mà cái bộ công cụ này chính thức đã ban hành thì chúng ta cũng có thể áp dụng để mà đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo trực tuyến hiện nay, và tôi tin rằng là trong cái tương lai tới thì sẽ có nhiều cái chương trình đào tạo trực tuyến khác sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Cũng tại buổi hội thảo, biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục Đại học Australia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã được ký kết. Dự kiến Bộ Công cụ Đánh giá Chất lượng Đào tạo Trực tuyến sẽ được thông qua vào cuối năm nay. Đều đặn suốt 25 năm qua, cứ vào ngày 16 tháng 3 hàng năm, người ta lại nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm của cựu binh Mỹ Mike Bem tại khu chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi để tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị thảm sát 49 năm về trước. Sự kiện vẫn thường được nhắc đến với cái tên là thảm sát Mỹ Lai. Người cựu binh này đã không chỉ mang tiếng đàn để truyền đi thông điệp hòa bình từ Sơn Mỹ đến với bạn bè khắp thế giới, ông còn có những việc làm rất thiết thực để giúp hồi sinh vùng đất từng chịu nhiều đau thương này. Vào đúng ngày này cách đây 49 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968, vụ thảm sát Mỹ Lai, một trong những sự kiện gây sốc nhất trong chiến tranh Việt Nam đã diễn ra. 504 người dân của thôn Tư Cung thuộc làng Sơn Mỹ, Quảng Ngãi đã bị tàn sát, trong đó chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Đối với những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát, những ký ức kinh hoàng vẫn còn nguyên như ngày hôm qua. Hồi đó nó bà chú như vậy là nam dạng, coi như là nó bén ghê gớm, là nó bén cái đồng bộ không biết đâu chạy, không biết cái đồng nào nó hay bén một viên đỏ lắm, chết lần hơi gì tội quá. Con vợ đó 13 tuổi. Dù chưa từng đặt chân đến chiến trường Tịnh Khê, Quảng Ngãi, nhưng 2 năm tham chiến tại Việt Nam cuối những năm 60 của thế kỷ trước đã để lại trong Mai Bem những ký ức không thể quên về một cuộc chiến phi nghĩa. Năm 1992, khi đang ở Việt Nam, Mai Bem đã dừng chân tại Mỹ Lai. Đứng trước tượng đài khắc họa sự phẫn nộ và ngoan cường của những người Việt Nam, Mai đã không kìm nén được cảm xúc. Ông đã mang cây đàn violon của mình ra và chơi bản Ashokan Farewell do chính ông phóng tác để tiễn biệt, cầu mong những nạn nhân được an nghỉ. Việc tôi chơi vĩ cầm vào ngày 16 tháng 3 hàng năm là để thể hiện nỗi tiếc thương của tôi đối với những điều đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng qua đó, tôi cũng muốn nhắn gửi hy vọng về tương lai, đặc biệt là cho những thế hệ sau của Mỹ Lai. Với tâm nguyện đó, năm 1994,
ông Mai đã lập quỹ mang tên Madison Quakers, chuyên vận động các nhà hảo tâm, tổ chức tình nguyện, những người bạn Mỹ để hướng về nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai. Từ đó, Mai đã giúp xây dựng 3 trường tiểu học và hơn 100 nhà tình thương, hỗ trợ hơn 3.000 các khoản vay vi mô cho phụ nữ ở Mỹ Lai, cũng như 14 ngôi làng nghèo khác ở tỉnh Quảng Ngãi. Tôi luôn nghĩ rằng như thế vẫn chưa đủ. Tôi cần phải giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Với người Mỹ, tôi muốn nói rằng không bao giờ là quá muộn để giúp đỡ người khác. Bom đã ngừng rơi, súng cũng đã ngừng nổ. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa thực sự kết thúc. Trách nhiệm của chúng ta vẫn còn đó. Mai Bem đã đến Việt Nam bằng khói súng và trở lại bằng tiếng đàn. Ông mong đó như là một lời sám hối, ân hận khôn xiết, mong được tha thứ và gửi niềm hy vọng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam. Vào sáng ngày 16 tháng 3 tại chùa Thiên Ân Tam Đảo Vĩnh Phúc, Đức Jewang Drupa, trưởng dòng truyền thừa Phật giáo Drupa, đã khai mở bức tranh cuộn Phật Quan Âm khổng lồ, hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Đây là bức tranh do Đức Jewang Drupa tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thêu trên gấm hình tượng Phật Quan Âm ngàn tay ngàn mắt. Bức tranh có chiều rộng là 11,7 và chiều dài là 16m, nặng 100kg do 40 nghệ nhân chuyên trách các công trình tâm linh của Hoàng gia Bhutan sáng tác. Đây là bức tranh thêu hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm lớn nhất Việt Nam. Người dân và cộng đồng Phật giáo các quốc gia vùng Himalaya tin rằng việc khai mở tranh sẽ đem lại năng lượng và từ trường an lành, giúp người dân và đất nước có cuộc sống hòa bình thịnh vượng. Bức tranh thêu hình Phật sẽ được trưng bày trong 4 ngày diễn ra Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam, từ nay đến hết ngày 19 tháng 3. Và tối ngày 15 tháng 3 tại Hà Nội, chương trình ca múa nhạc dân tộc Rumani do Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Viện Văn hóa Rumani đồng tổ chức. Buổi biểu diễn là dịp để những người bạn Rumani giới thiệu văn hóa truyền thống của đất nước mình tới các khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó cũng là dịp để những người Việt Nam đã từng gắn bó với đất nước, con người Rumani hoài niệm về thời tuổi trẻ của mình. Những lời hỏi thăm, những câu chuyện ôn lại kỷ niệm cũ. Đối với các cựu sinh viên đã từng có thời gian học tập, nghiên cứu tại Rumani này, những dịp gặp lại nhau như vậy rất đáng quý. Họ đều tranh thủ đến sớm để có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những khán giả đặc biệt này là khách mời trong đêm biểu diễn của đoàn ca múa nhạc dân tộc Rumani Doina Gojurui. Giai điệu mộc mạc của dàn nhạc kết hợp với những điệu nhảy dân tộc đặc trưng của các vũ công Rumani đã cuốn hút cả căn phòng. Điệu nhảy Kalushari chứ danh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, được chọn là điệu nhảy mở màn cho đêm biểu diễn. Đoàn nghệ thuật Doina Gojurui đã thành lập được hơn 50 năm và được coi như kho báu nghệ thuật của đất nước Đông Âu này. Đây là lần đầu tiên tôi sang Việt Nam biểu diễn. Tôi cảm thấy rất vinh dự vì được biểu diễn những tiết mục mang đậm văn hóa truyền thống của Rumani. Chúng tôi mang tới 5 tiết mục nhảy đặc trưng của 5 vùng miền. Đây là một cái cuộc gặp của hai thế hệ với văn hóa Rumani. Một là cuộc gặp của thế hệ trẻ và hai là cuộc gặp của thế hệ đàn anh là những người đã học ở Rumani. Đêm nghệ thuật không chỉ là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia mà còn là mảnh ghép ký ức của hơn 100 cựu sinh viên Việt Nam tại Rumani có mặt tại đây. Hôm nay thì chúng tôi cũng đã đến với một cái tâm trạng phải nói rằng rất là vui và cảm thấy như mình được trở lại với đất nước mà mình đã sống gần 10 năm ở đó. Tôi thì rất là cảm động với cái sự nhiệt tình của các cái nghệ sĩ và vỗ tay phải nói là nóng bỏng cả tay nhưng mà vẫn chưa thể hiện hết cái tình cảm đâu. Đoàn nghệ thuật Doina Gojurui đã biểu diễn tại tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hà Nội. Đoàn sẽ tiếp tục lưu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 và 20 tháng 3 tới đây. Thông tin văn hóa vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo trên VTV4.